Sáng 20 tháng 1, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Kỳ thi có sự tham dự của 3 thí sinh đăng ký dự thi đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định, gồm Trần Tất Đạt, Chánh Thanh tra, Trần Thế Tiệm, Chánh Văn phòng, Hoàng Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước đều thuộc Sở Tư pháp. Các thí sinh sẽ trải qua nội dung thi gồm 2 phần, thi viết kiến thức chung vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 và thi trình bày đề án vào ngày 27 tháng 1 năm 2024. Thí sinh tham gia dự thi phải đạt tối thiểu 50 trên 100 điểm ở phần thi viết kiến thức chung mới được tiếp tục tham gia phần thi trình bày đề án. Thông qua kỳ thi sẽ có thêm cơ sở lựa chọn bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo quản lý, am hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo quản lý bổ nhiệm. Qua đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại cơ quan, đơn vị của tỉnh.